Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tiêu điểm quốc tế của kênh TV 24 giờ. Chương trình hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2023 sẽ có các thông tin đáng chú ý như sau. Chiến trường Ukraine căng thẳng, Nga phản kích trên hướng Kubians, Nga làm gì để đối phó việc Ukraine nhận chiến đấu cơ F16? Điện Kremlin chỉ trích phương Tây làm ngơ trước các vụ tấn công lãnh thổ Nga. Chiến sự Nga Ukraine, khi nào hai bên tiến tới hòa đàm? Chiến sự Nga Ukraine gây cấn đường đua chủ trì hòa đàm. Sáng kiến ngu cốc biển đen, quân bài để Nga mặc cả với phương Tây. Sau đây là thông tin chi tiết. Chiến trường Ukraine căng thẳng, Nga phản kích trên hướng kobians. Theo hãng tin Mỹ CNN, dẫn lời tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Zizky cho biết, quân đội Nga đã tung 100.000 quân tiến hành phản công trên hướng kobians. Quân Ukraine đang rất khó khăn khi chống lại sức mạnh của Nga. Hãng tin Mỹ CNN trích dẫn thông tin của hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukraine Form đưa tin, quân đội Ukraine đã cảnh báo rằng quân đội Nga có thể phát động một cuộc tấn công quy mô lớn và kha cốp. Điều này có thể gây nguy hiểm cho quá trình phản công hiện tại của quân đội Ukraine. Hãng thông tấn form được truyền thông Mỹ trích dẫn nói rằng, vào đêm ngày 17 vừa qua, người phát ngôn của cụm phía đông của quân đội Ukraine, Serge Gerevati, cho biết trong một bản tin, theo hướng Kubyans, quân Nga đã tập hợp một lực lượng rất mạnh gồm hơn 100.000 quân, 900 xe tăng, 555 khẩu pháo và cối hạng nặng và khoảng 370 khẩu pháo phản lực bắn loạt. Theo các thông tin, tư lệnh lục quân Ukraine kiêm chỉ huy mặt trận phía đông Ukraine tướng Sisky cảnh báo, tình hình giao tranh ở hướng đông của Ukraine vẫn còn khó khăn. Để ngăn chặn các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine tại Bakhmut, kẻ thù đang tích cực huy động quân tiếp viện ở hướng này, bao gồm một số đơn vị dù. Tướng Sisky cho biết, quân đội Nga đang mở cuộc tấn công theo hướng Kubiansk với mục tiêu đánh bại quân phòng thủ Ukraine trong khu vực và tiếp tục tấn công vào chiều sâu của tuyến phòng ngự Ukraine đánh chiếm thành phố. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đang tấn công theo hướng Kubians thuộc tỉnh Lugan. Quân Nga đã tràn ngập làng Novoselovskoye, mà Ukraine gọi là Kusemovka. Các phóng viên chiến trường của kênh Telegram mùa xuân Nga cũng đã xác nhận bắt đầu cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kubians và ở khu vực Masutovka, Liman, Bevisinkovka tại phía tây bắc thành phố. Các nhóm tấn công thọc sâu của Nga đã vượt qua đường dài tấn công các cứ điểm phòng ngự của quân đội Ukraine trong các cuộc tấn công các đơn vị chiến đấu của Nga sử dụng cả pháo nhiệt áp hạng nặng Sonsepiok TOS, pháo binh và không quân, cùng thiết bị giả UR-77 Sofen Gorinik có khả năng mở đường qua bãi miền chống tăng. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự độc lập, có khả năng quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn theo hướng Kharkov. Cuộc tấn công sẽ bắt đầu khi họ tràn ngập được Kuvians. Ông Oleg Sinehubov, thống đốc của vùng Kharkov tin rằng quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công tổng lực và đang tiến vào khu vực này của mặt trận. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cũng tuyên bố trên tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine rằng người Nga đang tìm kiếm các mắt xích yếu trong hệ thống phòng thủ của chúng tôi với mục đích đẩy quân đội của chúng tôi qua phòng tuyến phòng thủ sông Oskar. Bà Maria cho biết thêm, người Nga có hai nhiệm vụ, giành lại các vị trí đã mất và buộc Ukraine phải rút quân từ các mặt trận khác về đây, biến khu vực này trở thành chiến trường chính. Tuy nhiên, bà Maria cũng cho biết, các lực lượng Ukraine đang đạt được tiến bộ ở những nơi khác, kể cả ở sườn phía nam của Bakhmut. Bà cho biết thêm, Ukraine cho tới nay đã thu hồi được hơn 210 km vuông đất trong cuộc phản công của mình tính từ đầu tháng 6 tới nay. Trong khi lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine đang đo các mét thu hồi theo đúng nghĩa đen trong 6 tuần phản công bằng thước dây, thì những thông tin của truyền thông Ukraine đều nói rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây mặc dù luôn ủng hộ Ukraine nhưng cũng bày tỏ sự nghi ngờ về thắng lợi của cuộc phản công. Tình hình tại Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã trở nên căng thẳng trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh quân đội Ukraine phản công bị cầm chân và quân đội Nga chuyển sang các hành động phản công. Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tình hình trên hướng Kubian rất khó khăn, các đơn vị của Nga đang dồn ép, buộc quân Ukraine phải rút lui. Tới mức tướng Sisky khẩn trương tới hướng này, tập hợp các chỉ huy lữ đoàn để họp khẩn điều chỉnh kế hoạch. Đánh giá chung, tình hình quân đội Ukraine vẫn khó khăn và không có lực lượng dự trữ dồi dào. Hiện tướng Sisky cũng đã đưa ra các đơn vị tốt nhất của Ukraine đến chiến trường Bakhmut nhằm tạo sự đột phá tại đây. Tuy nhiên tình hình ở khu vực Bakhmut vẫn không thay đổi, các trận đánh ác liệt vẫn tiếp diễn ở cả sườn phía nam và phía bắc cũng như ở phía tây thành phố. Quân Ukraine đang cố gắng chiếm lại các điểm cao chiến thuật trong khu vực Kretschevka nhưng không thành công. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước của Ukraine cho tới nay, trong số 12 lữ đoàn đột phá còn lại trong lực lượng dự bị, chỉ có 6 lữ đoàn cơ giới và nửa xe tăng, Số còn lại đã được chuyển đi các hướng khác nhau, làm lực lượng dự bị chiến dịch. Tờ CNN cho biết quân đội Nga đang tiến hành phản công thành công trên nhiều hướng cùng một lúc. Theo thông tin mới nhất từ các nguồn mở trên Internet, quân Nga đẩy được các cuộc tiến công của Ukraine ra khỏi làng Staromeyoskoye gần Urojeni thuộc Donetsk, nhưng quân Ukraine vẫn cố thủ ở phía ngoài làng. Còn cuộc tấn công của Ukraine từ Orykhov theo hướng Rabotino-Kopan được phát động vào buổi sáng 18 tháng 7 sau khi bố trí lại lực lượng dự bị nhưng đã bị lực lượng phòng ngự của Nga kiểm chân. Một số cuộc tấn công chủ yếu bằng bộ binh của Ukraine đã bị đẩy lùi. Tại đây quân Nga cũng bắn cháy 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine đang tiếp cận tuyến phòng ngự, khiến các phương tiện bọc thép của Ukraine phải rút lui. Hiện tại quân Ukraine tấn công mà không có sự hỗ trợ của lực lượng thiết giáp, quân Ukraine tấn công tại đây rất khó khăn. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực cầu Atonovsky, theo hướng Kherson, quân Ukraine vẫn tiếp tục tung các nhóm đổ bộ sang bờ trái cố gắng chiếm và mở rộng đầu cầu ở tầng ngạn sông Dnipro, các cuộc đấu pháo đang diễn ra ác liệt. Nga làm gì để đối phó với việc Ukraine nhận chiến đấu cơ F-16? Để đối phó với mối đe dọa F-16, nếu Ukraine nhận được, ngành công nghiệp hàng không Nga đã tăng cường năng lực sản xuất và tăng gấp đôi sản lượng máy bay chiến đấu Su-30, Su-34, Su-35. Theo tờ Daily Mail của Anh, nhanh nhất là có thể vào tháng 8 năm 2023, các phi công Ukraine được đào tạo tại các nước như Hà Lan sẽ được tốt nghiệp Vậy lúc đó rất có thể Ukraine sẽ nhận được tiêm kích F-16. Nhưng ít nhất từ trước đó, hệ thống công nghiệp quốc phòng của Nga đã đưa ra câu trả lời cho việc sẵn sàng đón tiêm kích F-16 của Ukraine. Bởi theo kế hoạch mới nhất, Nga sẽ mở rộng sản xuất trên đấu cơ Su-34 và Su-35. Tin tức này đã được ông Vladimir Antiakov, phó tổng giám đốc của Rostec tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn về chương trình Russia 24, khi ông chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng của Nga. Ông Antiakov cho biết, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và tình hình toàn cầu hiện nay, Nga đã đẩy nhanh quá trình sản xuất máy bay chiến đấu một cách ấn tượng. Điều đáng chú ý là việc sản xuất các máy bay chiến đấu đa năng như Su-34, Su-30 và Su-35 đã tăng lên đáng kể, hiệu quả sản xuất tăng gấp đôi. Antiochop nhấn mạnh, chúng tôi đã hiện đại hóa toàn diện các cơ sở sản xuất của mình và đầu tư mạnh vào việc đào tạo các chuyên gia. Nhân viên của chúng tôi làm việc liên tục trong 3K và các nhà quản lý làm việc 24 giờ mỗi ngày. Huy động lực lượng lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước của Nga quyết tâm đẩy mạnh sản xuất khí tài đáp ứng yêu cầu của quân đội Nga, ông Atiyokov nói một cách say mê. Ông Atiyokov cũng xác nhận rằng các doanh nghiệp nhà nước hiện đang sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhan theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga. Việc tăng cấp đôi sản lượng máy bay chiến đấu Su-30, Su-34, Su-35 đồng nghĩa với việc các nhà máy sản xuất cần phải được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các máy bay loại này. Sukhoi đã thực hiện các cải tiến đối với các cơ sở sản xuất Chúng bao gồm cài đặt thiết bị mới và hiện đại hóa máy móc hiện có. Điều này giúp tăng năng suất và giảm thời gian sản xuất mỗi chiếc máy bay. Ngoài việc tự nâng cấp các nhà máy sản xuất, Rostec cũng đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện thiết kế và nâng cao hiệu suất của các máy bay chiến đấu này. Điều này sẽ đảm bảo họ luôn đi đầu trong công nghệ quân sự và tiếp tục đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến hiện đại. Việc tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu Su-30, Su-34, Su-35 dự kiến sẽ có tác động đáng kể tới thị trường quân sự Nga và toàn cầu. Những chiếc máy bay này được săn đón nhiều nhờ tính năng tiên tiến và tính linh hoạt. Đồng thời, việc tăng cường sản xuất sẽ giúp chúng dễ tiếp cận hơn với các quốc gia trên thế giới. Ông Atiyakov mạnh dạn gạt bỏ những tin đồn về thiếu hụt tên lửa, tự tin tuyên bố rằng việc sản xuất tên lửa siêu thanh kim gian của họ không chỉ ổn định mà còn rất mạnh. Ông khẳng định việc sản xuất hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Bộ Quốc phòng, mặc dù ban đầu năng lực sản xuất còn hạn chế. Do việc thử nghiệm và sản xuất được tiến hành đồng thời, ông khẳng định hiện nay việc sản xuất đã chuyển sang giai đoạn sản xuất loạt hoàn toàn. Chúng tôi đã sản xuất tên lửa King hết tốc lực. Ban đầu chúng tôi chỉ sản xuất một số lượng nhỏ sản phẩm để tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nghiên cứu. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã bước vào nhịp sản xuất ổn định, đáp ứng đầy đủ chất lượng, thời gian và số lượng yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Ông Atiyakov cũng bác bỏ tuyên bố của Kiev cho rằng hệ thống phòng không Patriot mà họ mới nhận được đã đánh chặn thành công tên lửa siêu thanh King của Nga và cho rằng đây hoàn toàn là tuyên truyền của Kiev. Ông cho rằng những tuyên bố của Kiev không gì khác hơn là một mánh khóe để giành lấy sự ủng hộ của Mỹ bằng cách ca ngợi khí tài và thiết bị do phương Tây sản xuất. Antiochus nhấn mạnh công nghệ tiên tiến của tên lửa Kinzhan, tự hào rằng nó hiện là bất khả chiến bại trong việc đối phó với việc đánh chặn tên lửa. Ông nói một cách tự hào, công nghệ được sử dụng trong tên lửa siêu thanh Kinzhan vẫn là vô song và chưa từng có. Điện Kremlin chỉ trích phương Tây làm ngơ trước các vụ tấn công lãnh thổ Nga. Hôm 19 tháng 7, Điện Kremlin cho rằng phương Tây đang làm ngơ trước các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện bên trong lãnh thổ Nga. Theo ông tin Reuters của Anh, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, đây không phải lần đầu tiên Moscow chỉ trích sự thờ ơ của phương Tây trong việc lên án Ukraine vì các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh điều này khi các quốc gia phương Tây đã im lặng về cuộc tấn công trên cầu Crimea trong tuần này. Phương Tây đã có động thái tương tự trước đây và họ sẽ tiếp tục im lặng như vậy. Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó, ông Peskov nói. Trước đó hôm 17 tháng 7, Moscow đã cá buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái hải quân tấn công cầu Crimea cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Vụ tấn công đã khiến hai dân thường không qua khỏi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng vụ tấn công này do Ukraine giàn dựng. Theo bà Zakharova, quyết định của các nhà hoạch định chính sách Ukraine được đưa ra với sự tham gia trực tiếp của các cơ quan tình báo cũng như chính trị gia Mỹ và Anh. Về phần mình, Kiev không nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, ông Mikhailo Polyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng bất kỳ cấu trúc hợp pháp nào được Nga sử dụng để tiếp tế cho quân đội nước này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, bất kể lý do phá hủy là gì. Theo một số phương tiện truyền thông, Kiev từng tuyên bố quyết tâm giành lại Crimea từ tay Nga. Hôm 15 tháng 7, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trợ Ukraine Valery Chuchny tuyên bố khi Kiev có đủ khí tài và phương tiện cần thiết, nước này sẽ quyết giành lại Crimea. Nga đã sắp nhập Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Moscow coi Crimea là vấn đề không thể thường lượng và cảnh báo Ukraine sẽ gánh hậu quả nặng nề nếu tìm cách giành lại bán đảo này. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố xung đột chỉ chấm dứt khi nước này khôi phục đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có Crimea. Chiến sự nga Ukraine khi nào hai bên tiến tới hòa đàm? Nhiều chuyên gia cho rằng chiến sự nga Ukraine sẽ không thể kéo dài mãi mãi, mà sẽ kết thúc khi hai bên nhượng bộ lẫn nhau để hòa đàm. Chuyên gia Samuel Charab tại tổ chức Grand Corporation Mỹ cho rằng, nên bắt đầu tạo điều kiện kết thúc trò chơi trong chiến sự Nga-Ukraine dựa trên giả định một kết quả cuối cùng là ngoài tầm với. Bên cạnh đó, nhiều chính trị gia nhận xét không biết nào có khả năng giành được chiến thắng quân sự quyết định cho dù dưới hình thức thay đổi chế độ hay phi quân sự hóa. Kết quả là họ sẽ bị mắc kẹt trong một cuộc đối đầu căng thẳng. Do đó Hoa Kỳ và các đồng minh của mình nên bắt đầu cố gắng hướng cuộc xung đột tới hồi kết. Theo các chuyên gia, mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Nga Putin là tránh thất bại nặng nề trên chiến trường Ukraine. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Putin đã buộc phải giảm bớt các mục tiêu của mình do những thất bại trên chiến trường. Bên cạnh đó, các chính phủ phương Tây cần sớm đạt được đồng thuận để sớm chiếm dứt chiến sự Nga Ukraina. Trong suốt chiến sự Nga Ukraina, với sự hỗ trợ kịp thời và nhất quán của Mỹ và phương Tây, Ukraina có thể chiếm ưu thế trên chiến trường. Những viện trợ như hệ thống tên lửa Javelin và NLAW cầm tay của Mỹ và Anh, hai Mars khi được cung cấp kịp thời và liên tục sẽ cải thiện khả năng Ukraina giành chiến thắng quyết định. Tuy nhiên, ông Samuel Charab cho rằng Ukraina không thể đánh bại Nga hơn nữa, việc Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng Nga và giải phóng thêm các vùng đất đã bị chiếm đóng hay không cũng không quan trọng. Do đó, Mỹ phải ngay lập tức bắt đầu xây dựng một giải pháp hòa bình với Nga Ukraine và cam kết hỗ trợ Ukraine khi Nga tiếp tục gây hấn. Đến một lúc nào đó, Ukraine sẽ cần tới các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng Ukraine chỉ nên bắt đầu đàm phán khi ở vị thế mạnh nhất có thể, không nên vội vã đàm phán khi Nga tỏ ra không quan tâm tới bất kỳ điều khoản dàn xếp nào ngoài việc Ukraine đầu hàng. Đặc biệt, các cuộc đàm phán về đi kèm với những thỏa thuận an ninh cho ukraine để ngăn nga tiến hành một cuộc tấn công khác ông samuel charab khuyến nghị chuyên gia samuel charab cho biết nga và ukraine sẽ là kẻ thù của nhau rất lâu sau khi cuộc chiến kết thúc nhưng sau đó tiếp tục gợi ý rằng một hiệp định đình chiến liên quan tới một hình thức xung đột bị đóng băng hoặc một số nhượng bộ lãnh thổ của ukraine có thể là cách tốt nhất để tiến tới ông cũng nêu chiến lược con nhím có nghĩa ukraine nên nhượng bộ đàm phán kết thúc chiến sự với nga sau đó phương tây sẽ tiếp tục trang bị khí tài cho ukraine để đảm bảo rằng nước này có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Nga. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, chiến lược con nhím có thể phù hợp với Israel nhưng sẽ không phù hợp với Ukraine. Bởi Nga có tiềm lực quân sự rất lớn, đặc biệt có kho khí tài hạt nhân khổng lồ, ngay cả Mỹ cũng phải dè chừng. Do đó biết bao giờ Ukraine có được khả năng kiềm chế sức mạnh quân sự với Nga. Mặc dù vậy, nếu các giải chiến sự cũng đều gây thiệt hại cho cả hai bên tới mức kiệt quệ, thậm chí còn liên lụy tới toàn thế giới. Lịch sử đã chứng minh rằng chính sách ngoại giao đã đưa các cuộc xung đột đẫm máu tìm tới hồi kết ngay cả khi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt và ngay cả khi không có cách nào để ngăn chặn nó. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng Nga và Ukraine sẽ sớm tận dụng cơ hội để hòa đàm, chấm dứt chiến sự, dù rằng hiện nay hai bên đang đưa ra các yêu cầu chấm dứt chiến sự vượt quá mong muốn của nhau. Đó là chưa kể Trung Quốc và Mỹ cũng đang rục dịch chạy đua để chủ trì hòa đàm Nga-Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine gây cấn đường đua chủ trì hòa đàm Sự thật là Mỹ và Trung Quốc đang âm thầm chạy đua cho kế hoạch chủ trì đàm phán hóa giải kết thúc chiến sự Nga-Ukraine. Ngày 19 tháng 7, đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc một lần nữa đề xuất giải pháp chính trị cho chiến sự ngạo Ukraine. Lời kêu gọi được nhấn mạnh là đề xuất riêng của Bắc Kinh. Ông cảnh sảng, quan chức ngoại giao trẻ tuổi của Trung Quốc, phó đại diện phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đưa ra nguyên tắc có phần đối lập với hành động của phương Tây rằng các biện pháp quân sự không thể giải quyết cuộc khủng hoảng Đông Âu. Cho dù kéo dài bao lâu thì sau cùng chiến sự ngạo Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị. Bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột phải duy trì một khái niệm an ninh chung toàn diện, hợp tác bền vững, ông cảnh sảng nhận định. Khác với các quan chức phương Tây, người đại diện các tổ chức quốc tế có thể đề xuất ý kiến cá nhân, nhưng với Trung Quốc, khi phái viên của họ phát biểu trên trường quốc tế, có thể hiểu đó là quan điểm chung, thống nhất của giới lãnh đạo tối cao của quốc gia này. Có thể thấy, đến thời điểm này, kế hoạch 12 điểm của Trung Quốc là giải pháp toàn vẹn nhất, bám sát các quy tắc, luật lệ của quốc tế. Sở dĩ kế hoạch này không được quan tâm là do Washington không muốn để mất nhiệm vụ toàn cầu và tay đối thủ sau khi kế hoạch 12 điểm được Bắc Kinh đưa ra hồi năm ngoái không phát huy tác dụng. Dù Moscow bày tỏ thái độ tán đồng, nhưng phía Ukraine và đồng minh không ủng hộ. Lần này, ông cảnh sẵn gói gọn lại 4 điều kiện, kêu gọi Nga-Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, hạn chế tác động lan tỏa các cuộc khủng hoảng, giải quyết các vấn đề nhân đạo, đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân, đặc biệt là tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Phát biểu này cũng thuần túy chính trị, không có khả năng phá vỡ hàng rào mâu thuẫn trên chiến trường, cũng như giải quyết tình thế đối lập, quan điểm, mang tính hệ thống Đông Tây mà đại diện là Trung Quốc và Mỹ. Điều đó một lần nữa cho thấy Trung Quốc tìm mọi cách tranh giành ảnh hưởng trên bàn cờ địa chính trị rất nóng bỏng tại châu Âu, đặc biệt sau khi các quan chức Mỹ rốt ráo xúc tiến hội nghị thượng đỉnh hòa bình và không có sự tham gia của Moscow lẫn Bắc Kinh. Những người trong cuộc như Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky, Tổng thống Mỹ và các chính trị gia hàng đầu Tây Âu rất nhiều lần đánh tiếng về khả năng gặp gỡ đối thoại song phương và đa phương. Sau tới nay chưa có đột phá nào đáng kể. Vì sao? Nguyên nhân lớn chính là các bên thiếu hành động cụ thể để tạo niềm tin cho đối phương và bị chi phối bởi chủ nghĩa phe phái. Ví dụ, Nga có thể thuận theo điều kiện của Trung Quốc, nhưng Mỹ không chấp thuận. Ngược lại các đề xuất trực tiếp của Biden với Putin bị Ukraine phản đối. Sự nghi ngờ lẫn nhau giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng bao trùm lên mọi động thái. Gần đây nhất là sự đổ vỡ thảm hại của các cuộc tiếp xúc Nga-Ukraine tại Istanbul hồi tháng 3 và tháng 4 năm ngoái. Sáng kiến ngu cốc Biển Đen, quân bài để Nga mặc cả với phương Tây. Quyết định ngừng gia hạn sáng kiến ngu cốc Biển Đen của Nga đã khiến cho thị trường lương thực toàn cầu có nguy cơ căng thẳng trở lại sau hơn 2 tháng dần ổn định. Theo các nhà quan sát, nhiều động thái này, Nga dường như tìm lại được quân bài để ra điều kiện với phương Tây. Thỏa thuận mang tên Sáng kiến Quốc cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán, được ký kết vào tháng 7 năm 2022. Trong khuôn khổ sáng kiến, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ MOU về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Về phía Nga, nước này sẽ cung cấp một hành lang ngũ cốc an toàn qua Biển Đen để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Đây là thỏa thuận duy nhất được ký kết giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Thỏa thuận được ca ngợi là có ý nghĩa quan trọng trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa hai nước xuất khẩu gốc hàng đầu thế giới. Cho tới nay, thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn, lần gần đây nhất có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 và kéo dài trong 2 tháng. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, gần 33 triệu tấn ngũ cốc đã được Ukraine xuất khẩu tới 45 quốc gia trên toàn cầu trong khuôn khổ thỏa thuận trước khi chuyến tàu chở hàng cuối cùng rời quốc gia Đông Âu hôm 16 tháng 7. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 7, Nga tuyên bố sẽ không gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận hết hạn. Theo Nga, thỏa thuận chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị phương Tây chặn lại. Tổng thống Nga Putin cáo buộc mục đích chủ yếu của thỏa thuận là cung cấp lương thực cho các nước cần tới nhưng đã không được thực thi. Bên cạnh đó, các lệnh cấm vận của phương Tây đã cản trở hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Nga. Theo các chuyên gia, sáng kiến ngũ cốc biển đen sụp đổ là đòn sáng mạnh vào thị trường lương thực thế giới và có nguy cơ đẩy hàng triệu người vào tình cảnh thiếu đói. Những quốc gia có thu nhập thấp tại châu Phi và Trung Đông có thể sẽ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào lúa mì của Nga, quốc gia chiếm hơn 20% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu. Giá lúa mì, ngô, đậu tương đồng loạt tăng sau so thông báo của Nga. Theo chuyên gia Peter Sirity từ công ty tư vấn rủi ro chính trị Orison Group, trong tương lai, việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc sẽ gây thêm áp lực tăng giá lương thực khác trong bối cảnh hạn hán tại châu Âu và sự kể đầu của El Nino. Tổng thư ký Liên Quốc Antonio Guterres đã mô tả thỏa thuận này đóng một vai trò không thể thiếu trong an ninh lương thực toàn cầu. Sự sụp đổ của thỏa thuận có nguy cơ đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào tình cảnh đói kém. Theo Nhà Trắng, sáng kiến này giữ vai trò quan trọng trong giảm giá lương thực toàn cầu, vốn đã tăng vọt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng nhận định việc Nga rút khỏi sáng kiến quốc biển đen làm xấu đi triển vọng an ninh lương thực toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ lạm phát giá lương thực. Ngay sau khi tuyên bố ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine, quân đội Nga đã đưa ra cảnh báo tất cả các tàu trên đường tới các cảng của Ukraine tại Biển Đen có thể bị coi là tàu chở hàng quân sự từ 0 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố một số khu vực trên Biển Đen tạm thời bị coi là không an toàn cho hoạt động hàng hải. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ nếu MOU giữa Nga và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này không được thực hiện đầy đủ trong vòng 3 tháng tới, Moscow sẽ không đàm phán về thỏa thuận. Nga chỉ đồng ý trở lại đối thoại về khôi phục sáng kiến ngũ cốc sau khi có kết quả cụ thể cho việc thực hiện thỏa thuận liên quan tới Nga, chứ không phải những cam đoan hay hứa hẹn của Liên Hợp Quốc và phương Tây, bà Zakharova nhấn mạnh. Tổng thống Nga Putin cũng ra thông báo cho biết ông muốn phương Tây chấm dứt cấm vận đối với ngân hàng nông nghiệp Nga để tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu nông sản. Những yêu cầu khác của Nga bao gồm nối lại hoạt động nhập khẩu máy móc nông nghiệp và phụ kiện, chấm dứt việc phong tỏa tài sản và tài khoản ngân hàng của các công ty Nga tham gia sản xuất thực phẩm và phân bón. Theo các chuyên gia, việc Nga ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen là cách để nước này tìm được một phạm vi hành động khác để đối phó với việc bị quốc tế cô lập. Khi mà lá bài khí đốt cho tới lúc này có vẻ như không tạo được hiệu ứng đối với các nước phương Tây như Nga vốn kỳ vọng. Tại sao ngày càng có nhiều nước muốn gia nhập BRICS Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới muốn tham gia vào BRICS vì những mục đích khác nhau như về vấn đề tài chính, mở rộng ảnh hưởng và cả yếu tố liên quan tới Trung Quốc. Khi hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Nam Phi vào tháng tới, phần lớn sự chú ý của quốc tế sẽ là liệu Tổng thống Nga Putin có tham dự sự kiện này hay không. Nhưng đối với nhiều quốc gia châu Phi, hội nghị thượng đỉnh này là cơ hội lớn. Nhiều quốc gia châu Phi như Ai Cập, Ethiopia, Zimbabwe, Algeria, Nigeria, Sudan, Tunisia đã bày tỏ sự quan tâm tới việc gia nhập BRICS, một nhóm các quốc gia mới nổi được thành lập vào năm 2009 gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. Một số nền kinh tế ở Mỹ Latin, Trung Đông và Đông Âu cũng đã mong muốn trở thành thành viên, chẳng hạn như Ả Rập Út, Belarus, Iran, Mexico, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela. Năm ngoái Argentina cũng cho biết họ đã nhận được sự ủng hộ chính thức của Trung Quốc trong nỗ lực gia nhập BRICS. BRICS ngày càng trở nên hấp dẫn như một nền tảng mới trong ngoại giao và tài trợ phát triển. Theo các nhà quan sát, nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia ở châu Phi, coi đây là một tổ chức có thể thách thức cấu trúc quản trị toàn cầu do Mỹ và EU chi phối. Với việc các thành viên BRICS chiếm tới 40% dân số thế giới và khoảng 1 phần tư tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu, ngày càng có nhiều sự thất vọng về sự thống trị của châu Âu đối với các hệ thống tài chính quốc tế. Điều này đã được nhấn mạnh trong cuộc trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh về bước tài chính toàn cầu mới được tổ chức tại Paris vào tháng 6 vừa qua, nơi các nhà lãnh đạo từ Nam Bán Cầu bày tỏ mối quan ngại của họ. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói rằng một số người cảm thấy sợ hãi khi tôi nói rằng chúng ta cần tạo ra các loại tiền tệ mới cho thương mại. Vì vậy đây là một cuộc thảo luận nằm trong chương trình nghị sự của tôi và có thể sẽ diễn ra tại cuộc họp BRICS. Chúng ta sẽ cần có thêm nhiều đối tác châu Phi tham gia. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đáp lại, khi chúng ta dù nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 tới, vấn đề tiền tệ sẽ nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về điều đó đồng thời nhấn mạnh rằng cần một sự đồng thuận mạnh mẽ về cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu. Như vậy, các vấn đề về đồng tiền mới của BRICS và việc kết nạp các thành viên mới sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự khi Nam Phi tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 vào tháng tới. Iraqi, giáo sư kinh tế tại học Nairobi cho biết nhiều quốc gia coi BRICS là cơ hội để thoát khỏi sự thống trị của phương Tây cả về kinh tế và chính trị. Ông cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ là những cường quốc mới nổi và coi châu Phi là sân chơi mới của họ. Họ có thể cạnh tranh với nhau để gây ấn tượng với châu Phi thông qua viện trợ, các khoản vay ưu đãi hoặc thương mại. Thành viên mới cũng sẽ là một vấn đề quan trọng, ông Igraki nói. Về phần mình, Cameron Hudson, công tác viên cao cấp tại chương trình châu Phi của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, BRICS đã mang đến cho các quốc gia châu Phi một con đường khả thi để tạo đòn bẩy và ảnh hưởng quốc tế. Theo vị chuyên gia này, rõ ràng các nước châu Phi quan tâm tới một thế giới đa cực hơn, mang lại cho họ cơ hội lớn hơn để định hình các vấn đề có ảnh hưởng tới họ từ biến đổi khí hậu tới tài chính trở tới phát triển hay chính trị toàn cầu. Chưa do Hudson lưu ý rằng nhiều người coi BRICS là một cách khác để giúp thúc đẩy những lợi ích đó bên cạnh những nỗ lực cải cách các công cụ quyền lực toàn cầu hiện có tại G20, Liên hợp quốc, quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới. Ví dụ, Ai Cập, quốc gia đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tiền tệ, đã chính thức xin nộp đơn gia nhập BRICS vào tháng 6 vừa qua. Theo đại sứ Nga tại Ai Cập, Georgi Borisenko, Cairo coi việc BRICS tập trung vào vấn đề tiền tệ là lý do chính để tham gia. Một trong những sáng kiến mà BRICS hiện đang thảo luận là tiến hành giao dịch thương mại bằng các loại tiền tệ thay thế, cho dù là đồng tiền quốc gia hay thiết lập một loại tiền tệ chung, ông Boris nói. Trong khi đó, Ethiopia, quốc gia vừa mới hồi phục sau cuộc chiến Tigray, cũng đã nộp đơn xin gia nhập BRICS vào tháng 6. Paul Latouria, cầu tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Phi, cho rằng một số thành viên mới tiềm năng như Iran, vốn bị trừng phạt nặng nề, đang tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế của họ một phần để tránh bị cô lập. Những nước khác như Ethiopia, Algeria, Ai Cập đã cạnh tranh khốc liệt để giành thị trường mới. Với Indonesia, chuyên gia Natulia cho biết nước này muốn củng cố vị thế khu vực của mình như một phần của chính sách đối ngoại nhằm tìm cách lấy ảnh hưởng quốc tế, trong khi việc tăng cường liên kết với Trung Quốc cũng là động lực chính khiến một số quốc gia muốn gia nhập BRICS. Ông Natulia nói, ở châu Phi, một số nước tin rằng dù đúng hay sai, các liên minh có Trung Quốc có thể giành được nhiều ảnh hưởng hơn ở cấp độ đa phương. Theo ông Latunia, Ả Rập Xê Út đang tìm cách mở rộng và tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nói riêng về việc gia nhập BRICS vì điều đó được coi là hấp dẫn và mang tính chiến lược. Argentina cũng được thúc đẩy bởi yếu tố tương tự. Joe Sullivan, cơ quan chức Nhà Trắng cũng thừa nhận nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Phi, từ lâu đã mong muốn có một tổ chức đa phương phản ánh lợi ích của Nam An Cầu. Trong BRICS, họ nhìn thấy khả năng giấc mơ này trở thành hiện thực và họ khao khát trở thành một phần của khối, Joe Sullivan kết luận. Mỹ Trung tăng cường đối thoại nhằm cải thiện quan hệ. Trong hai cuộc gặp tại Bắc Kinh cùng ngày, ông Vương Nghị và cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính và đặc phái viên Mỹ John Kerry cùng ủng hộ cải thiện quan hệ Mỹ Trung. Vào ngày 19 tháng 7, tại thủ đô Bắc Kinh, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Nghị, tiếp cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Cùng ngày, phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính gặp đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry. Trong các cuộc gặp trên, hai bên đều ủng hộ cải thiện quan hệ Mỹ Trung. Cụ thể, Tại cuộc gặp ông Kissinger, ông Phương ca ngợi những đóng góp lịch sử của ông Kissinger và vai trò không thể thay thế của vị cựu ngoại trưởng Mỹ trong vấn đề Trung Mỹ. Ông Phương cũng cho rằng chính sách của Washington đối với Bắc Kinh cần sự khôn khéo ngoại giao kiểu Kissinger và sự khuyến khích chính trị kiểu Nixon. Chỉ cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon, người có chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc vào năm 1972, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi trân trọng tình bạn với những người bạn cũ. Trung Quốc luôn duy trì chính sách của mình đối với Mỹ dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cũng có lợi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc phát biểu, khẳng định sự phát triển của Trung Quốc có động lực nội tại mạnh mẽ và logic lịch sử tất yếu. Ông Vương nhấn mạnh không ai có thể thay đổi Bắc Kinh và lại càng không thể kiềm chế nước này. Trong khi đó, vị cựu ngoại trưởng thứ 56 của Trung Quốc nói rằng, mặc dù đã rời khỏi chính trường nhưng ông rất quan tâm tới quan hệ Mỹ Trung và ủng hộ những nỗ lực gần đây của hai bên nhằm cải thiện quan hệ. Ông Kissinger nhấn mạnh, sự ổn định của quan hệ Mỹ Trung có vai trò quan trọng đối với hòa bình thế giới. Dù khó khăn tới đâu, hai bên cũng nên coi nhau là bình đẳng, giữ liên lạc, không được cô lập lẫn nhau và các đứt đối phương. Ông Kissinger đề nghị. Trong khi đó, tại cuộc gặp với ông Kerry, ông Hàn Chính nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm nền tảng hợp tác chung với Mỹ dựa trên sự tôn trọng các mối quan hệ cốt lõi của nhau, đồng thời tiến hành trao đổi và đối thoại bình đẳng để thực thi hiệp định Paris và đối phó biến đổi khí hậu theo tờ China Daily. Phó chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định đối phó biến đổi khí hậu là khía cạnh quan trọng của hợp tác song phương Mỹ-Trung đồng thời cho hay Bắc Kinh sẽ theo đuổi triết lý phát triển mới và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với yêu cầu về phát triển chất lượng cao. Đáp lại, ông Kerry cho biết Washington sẵn sàng hợp tác cấp cao với Bắc Kinh để hướng tới những kết quả tích cực tại nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2023, COP28 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Dubai. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau kết thúc chuyến công tác tại Bắc Kinh, ông Kerry cho hay ông có những cuộc trò chuyện rất thẳng thắn với các quan chức cấp cao Trung Quốc theo tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Có rất nhiều điều mà chúng tôi thống nhất rất rõ ràng nhưng cũng có một số vấn đề cần thêm một ít thời gian để giải quyết, ông Kerry cho hay. Bên cạnh đó, ông Kerry giải thích rằng sở dĩ hai nước không đưa ra tuyên bố chung trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là vì chúng tôi chưa tìm ra được con đường rõ ràng để hai bên có thể đạt được những gì họ mong muốn. Dù vậy, đặc phái viên Tổng thống Mỹ cho biết Washington và Bắc Kinh đều đồng ý sắp xếp một cuộc gặp tiếp theo trong những tuần tới để thảo luận về những vấn đề như năng lượng tái tạo. Các cuộc gặp trên diễn ra sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Nhằm tìm cách phá băng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.